Ok chào anh em, hôm nay lại lợi với anh em ít cây cần câu nha anh em. Thì đa phần những clip này sẽ là những cây cần câu dạng lóng ngắn nha anh em. Đó, có hai cây bên đây sẽ là hai cây dạng hechi cứng hơn cây đa một tí. Bên đây là mấy cây cần câu lóng ngắn nha. Clip này thì mình cũng bán thanh lý nha anh em, bán nhanh gọn lẹ cho anh em luôn. Rồi, mình bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi cùng clip ship lên á thì anh em gửi về cho shop nha. Rồi, cảm ơn anh em. Ok, đi gửi cho anh em cây số 1. Thì cây số 1 thì gửi cho anh em một cây cần dạng gút nè. Gút trong đọt nó dạng giống như đọt Ikeda, nhưng mà cây này nó dạng cứng hơn như này. Cứng hơn Ikeda tí. Cây này nó cứng hơn, nó gây hơn, nó giống như hechi cả anh em. Cho anh em cầu trên ghe, trên bè, trên thuyền nha. Đọt khá là nảy nha, đọt đặc nha nè. Nguyên cây này, nguyên cái đọt này đọt đặc. Đó. Thì phen là phen hãng, bát sẽ là bát hãng, và cái này nó dài sẽ là 1m1 nha nè, dài 1m1, và cây này còn rất là mới nha. Đó, đây rất là mới luôn. Ở cho anh em câu trên ghe, trên bè, anh em câu cá, câu tôm, câu cá hanh, cá cháp, cá giò, cái gì đó. Anh em miền Tây thì có thể câu mà dinh mà dảnh, rất là ngon nha anh em. Rồi, giá cây số 1 giá 200 nhé, 200 cộng tiếp cây số 1, dài 1m1. Tiếp theo cây số 2. Đó, cây số 2 cũng vậy nha anh em. Đó. Thì cây số 2 thì nó dài được là 1m3 nha anh em, dài 1m3. Đây, bát hãng. Ngoại hình đẹp nhé, bát hãng ngoại hình đẹp. Đọt nó thì nó vẫn là đọt đặc thôi, đọt đặc. Phen là hoàn chỉnh hết nha anh em, phen hoàn chỉnh hết. Đây. Đẹp nhá. Rất là nảy nha anh em, rất là nảy luôn. Cực kỳ nảy. Cho anh em câu tôm, câu cá hanh, cá cháp, câu mì dinh, mì chỉnh, câu cá lăng, ngon lành nha. Rồi giá cái số 2, giá cũng là 200 nha anh em, 200 cộng ship cái số 2. Tiếp theo cái số 3. Cái số 3 gửi cho anh em là một cây cần ISO bè. Đó, ISO bè nha anh em. Đó. Thì đây một cây cần ISO dài 2m7 nha anh em. Đó, cây ISO dài 2m7. Bát Fuji. Phen cần sẽ là phen Fuji nè, đó, phen hoàn chỉnh hết nha, phen Fuji. Cây này anh em câu chuyên về anh em câu cảm giác nhiều hơn nha anh em. Đó. Câu này coi cây này câu rất là phê nha anh em. Đây, đọt nó khá là mảnh và nhịp nè. Đó. Anh em miền Tây thì để lấy câu tôm cũng được, câu tôm mà cái này 2m7 thì nó hơi dài rồi. Đó. Khá là dịu, khá là hoạt nha anh em. Đó. Rồi, giá cũng khai cái số 3. Giá sẽ là 150k nha nè, 150k cộng ship cái số 3. Phen bát hoàn chỉnh hết nhá. Cái này phôi là phôi chất phíp này nha nè, cái này phíp vậy. 150 nha nè. Cái số 3. Tiếp theo cái số 4. Cái số 4 gửi cho anh em một cây cần carbon. Đây, cản 3 khúc nhá. Bát hãng. Thì đây, cái một cây cần carbon nè, carbon gold. Thì cây này dài 2m4 và cây này nó dạng nó lua nha nè. Nó lô mát được là 28g, lai từ 8 đến 16 lb. Đó. Cái này nếu xét về lô thì nó cứng ra tầm khoảng M nha anh em, cứng ra tầm khoảng M. Đó. Cái này thì bát ok, phôi ok, được cái là phen thì có phen bị lỗi nè. Đó, phen trên đầu bị lỗi. Mấy phen còn lại ngon lành nhé. Đó, giờ anh em cứ thay phen vô anh em câu thôi nha anh em. Độ cứng mà nếu xét về độ cứng mà cần câu ngâm thì cây này nó cứng ra tầm khoảng 80 như nè, cứng ra tầm khoảng 80, khá là cứng á. Phôi là phôi carbon đây nè, sắn trên ngọn nè. Đó. Cây này anh em nào về biết thay phen vô thì đánh ngon lành. 2m4 carbon cứng ra tầm khoảng 50-80, nếu anh em lấy sắt đi câu lăng xê cũng được, ngon lành nha. Rồi giá cũng thay cái số 4, giá 200 nhé, 200 cộng ship cái số 4 nhé. Cái này hư phen nha anh em, bảo trước anh em. Tiếp theo cái số 5. Cái số 5 là một cây cần rút. Cây cần rút bát là bát thẳng. Thì cây này một cây cần dài 2m7 nha anh em, dài 2m7. Đó, Nawa vậy nè, Nawa Super. Thì cây này nó phen nó hoàn chỉnh hết nhá, phen hoàn chỉnh, bát hoàn chỉnh, phôi ok. Cây này nếu xét độ cứng, nó cứng ra tầm khoảng 30 nha nè, cứng ra tầm khoảng 30 thôi. Đó, cây này về cho anh em câu lăng xê, câu ngâm, câu vui chơi nhẹ nhàng. Đó. Cũng khá là nảy nha. Anh em câu cá cha, cá chép, câu cá lặt quặt,
rút ra cũng tương đối thẳng nha nè, rút càng ra cũng rất là thẳng. Rồi cây này hoàn chỉnh hết, giá 150 nha nè, cây 15, cây số 5 giá 150 nha, hoàn chỉnh hết không lợi. Tiếp theo cây số 6, cây số 6 vẫn là một cây cần rút, bát là bát thẳng, phen cần là phen hãng nha nè, phen cần là phen hãng, phen này phen sứ nha. Thì cái này dài 2m nốt nha nè, chiều dài rất là lý tưởng cho anh em câu trên bè trên ghe nè, câu lăn xê câu ngâm. Ngoại hình thì ok tương đối. Đóng trong này, cái này bị nổ sơn tí nè. Đọt đây. Nói chung thì bán cần thì đảm bảo với anh em là không dập bể nha. Nói chung là cái nào dập bể thì cố gắng nói cho anh em biết. Đọt cái này nó cứng ra tầm khoảng 30 nha anh em, 20-30. Quẩn cho anh em câu lăn, câu ngâm, câu lăn xê ngon lành nha. Đây, test đọt luôn. Đó. Rồi, giá công khai cây số 3, 4, 5, cây số 6 giá 150 luôn nha anh em, 150 cộng tiếp cây số 6. Tiếp theo cây số 7. Cây số 7 gửi cho anh em là một cây cần dài 3m nha anh em, dài 3m DS nè anh em, tắc cổ DS 3m. Bát là bát hãng, phen là phen hãng nha anh em, phen hãng, cây này phen nó bị oxy hóa rồi. Nhưng mà sứ là ok nha anh em, lỗi sứ ở trong là ok nha, không nứt bể gì hết nha anh em. Chỉ có cái bu là bị mắc cái bu thôi, và anh em thay bu vô là ngon lành. Cái này nó cũng vẫn cứng nha nè, cứng về cho anh em câu lăn xê câu ngâm gì vui chơi được luôn. Cái này câu ngâm được nè, câu ngâm, câu cá chép, câu cá chim, câu cá ngạnh ngon lành, đọt cũng tương đối đẩy nha. Cái này về anh em chỉ cần thay cái bu vô thôi, thay cái bu vô câu ngon lành 3m. Rồi, giá công khai cây số 7 giá 120 nha anh em. Cho anh em về thay bu 120 cây số 7. Tiếp theo cây số 8. Cây số 8 gửi cho anh em là một cây cần của mấy nó dán mấy con Doraemon nè, mấy con Pokemon anh em. Đó. Đây, Pokemon. Bát tầm bát thẳng nè, bát thẳng. Cây này thu gọn ra tầm khoảng 3 găng tay nhé. Phen là phen hãng luôn nha anh em, phen hãng nhưng mà là lỗi ở trong là lỗi sứ nhé, lỗi trong lỗi sứ. Cái này chiều dài để mình xem, để mình đo ổ gạch xem. Cái này chắc 1m8 quá, 1m8 cho anh em cột tôm, câu ghe, câu bè chơi. Cái này 1m65 nha anh em, 1m65 đó. Đây, cần ok nha anh em, cần ok, không lỗi nha, không lỗi, phen phôi bát đều ok hết, không thể nào lỗi hết. Cái này nó độ cứng nó ra tầm khoảng 20 nha anh em, cho anh em câu ngâm, câu trên ghe, trên bè ngon lành đó. Dài 1m65. Rồi, giá công khai cây số 8 giá là 150k nha anh em, 150k cộng ship cây số 8. Tiếp theo cây số 9. Cây số 9 vẫn là một cây cần phen nó bị oxy hóa tí nè đó. Nhưng mà sứ ở trong thì ok nha anh em, không lỗi phen nào nha đó. Mình kiểm tra kỹ coi, chất liệu vẫn là chất liệu phíp. Cần này thu gọn ra tầm khoảng 3 găng tay nha em, thu gọn ra tầm khoảng 3 găng tay. Ở trong nó thì đây, cái này nó có chiều dài sẽ là 2m1 nha em, chiều dài 2m1. Ở trong nó bị hơi nổ sơn tí nè, mà không ảnh hưởng gì tới phôi nha em, phôi ngon lành nhé. Cái này một cây cần của China xuất Nhật nè, cần rút. Đọt cái này cứng như này, đọt tương đối cứng. Về cho anh em câu ngâm nhé, câu ngâm, câu lăn xê ngon lành, 2m1 nha nè. Đó. Cứng nha. Cái này đọt này cứng ra tầm khoảng 30-50 nha nè, đọt cứng ra tầm khoảng 30-50. Rồi, giá công khai cây số 9 giá là 120 nha nè, 120 cộng ship bị số 9. Tiếp theo cây số 10. Thì cây số 10 thì cái này nó cũng bị oxy hóa phen một tí nè anh em. Đó. Đó thấy không? Và cái này nó chiều dài sẽ là 2m1 nha anh em, chiều dài 2m1. Đó, bát sẽ là bát thẳng. Cán là cán mút. Đó. Cây này nó để là 92m1. Cũng rất là cứng nha anh em.
cái này nếu xét về cứng nó cứng có khoảng 50 nha anh em, cứng cái tập khoảng 50 thôi. Mình test đọt thì rất là nảy cho anh em xem nha, chứ không phải là vũ như nhẹ đâu, tương đối nảy, ngon lành nha anh em. Phen keo đọt ok hết, phôi ok, 2m1 cứng khoảng 50 cho anh em con ngâm con lăn xê thả ra. Rồi giá cũng khai cái số 10, giá 130 luôn nha anh em, giá 130. Tiếp theo cây 12 gửi cho anh em là một cây càng Olympic nha anh em, một cây Olympic nè. Cây này cứng 10 dài 2m4 nha anh em, cứng 10 dài 2m4, bát sẽ là bát thẳng nè. Đặc biệt cây này nó ngon lành ở chỗ là phen Fuji hết nha anh em, phen là phen Fuji hết luôn đó, xịn nha anh em, phen này phen Fuji hết, xịn sò nha, không phen nào nứt bể cho nha anh em đó. Bộ phen ngon lành, chất liệu cũng là chất liệu phíp nha anh em, chất liệu cũng là chất liệu phíp, cứng 10 dài 2m4 cho anh em chiên về cho anh em có cảm giác nha đó. Rất ok nha anh em, cần thì không lỗi đó, không lỗi, ngon là nha, nó cứng 10 chứ nếu test thực tế thì cái này nó gơ tầm khoảng 20-30 có luôn đó. Rồi giá công khai cái 15 2m4 Olympic hàng nội địa nhé. Rồi giá công khai 10 cây 12 giá là 180 nha này, 180k cộng ship cho 12. Tiếp theo 13 lên cho anh em là một cây cẳng tay lông ngắn nè, xứ là xứ trắng, phen của nó là phen xứ trắng, cái này có chiều dài thu gọn gần tầm khoảng hơn 2 gang tí như này, gần tầm khoảng 2 gang rất là nhỏ gọn, và cái này chiều dài nó sẽ là 2m1 như này, chiều dài 2m1, đây là một cây cẳng của setup phen nè, cái trong đây thì nó hơi bị dạng như là nổ sơn đó nè, sơn bị nổ nè, đó, tương đối đây cũng vậy, hơi bị nổ sơn, nhưng mà phôi thì ok anh em, đảm bảo với anh em phôi ok hết nhé, phôi là phôi cứng nha anh em, phôi là ok nhé. Đây độ cứng cái này nó gơ tầm khoảng 10 thôi nha anh em, 10-20 thôi nha anh em, có thể câu trên ghe, trên bè, trên thuyền anh em câu tôm cũng được, ngon lành nhé. Đó đây test tục cho anh em, nó nảy thế này. Rồi giá cũng khai 13, giá là 120 nha anh em, phen bát phôi hoàn chỉnh, có bị nổ sơn tí. Tiếp theo cây 14 sẽ lên cho anh em một cặp nhé, bắt đầu từ cây 14 sẽ lên cho anh em một cặp hết luôn đó. Thì cái này hai cây, một cây dài, đo xem cây này dài 2m1 nè, cây này dài là 1m65 nha nè, một cây dài 2m1, một cây dài 1m65, để mình lấy cây 1m65 trước. Thì cây 1m65 là bát ok nha nè, bát ngon lành, phôi là phôi phíp đẹp nhá, phôi phíp đẹp, phen của nó sẽ là phen inox nè anh em, đó đây, phen sắt, bu cũng vậy, bu sắt luôn. Cây này đầu cứng nó ra tầm khoảng 15-20 nha nè, cho anh em câu tôm, và 1m65 cho anh em câu tôm, câu trên ghe, trên bè, câu cảm giác, một cây hoàn chỉnh. Tiếp theo cây số cây 14, đây cây này 2m1, cây này thì nó mắc cái chụp đít này kìa, mắc cái chụp đít này nha, nó gõ cho anh em biết nha, 2m1 chất liệu phíp, thu gọn ra tầm khoảng hơn 2 gang tí, phen ok hết nha anh em, phen cây này là ok hết luôn đó, phen là phen sứ đó, nó bị oxy hóa tí thôi, nó tổng thể ok. Thì cây này dài 2m1, độ cứng nó tầm khoảng 15-20 nha anh em, độ cứng tầm khoảng 15-20, tương đối ok nhé, ngon lành nha anh em, ngon lành. Cho anh em câu ngâm, câu đặc quặc vui chơi, hai cây, một cây hoàn chỉnh hết, phen kim loại, một cây nó bị mắc cái đít này, rồi giá hai cây này giá 160 nha anh em, 160 hai cây, mã số 14. Tiếp theo mã 15 vẫn là hai cây cho anh em luôn đó.
Thì 15 thì cây này là cây Olympus nè, và cái này nó cũng bị mắc cái chụp đích nè. Đó, mắc cái chụp đích này anh em. Đó, nó gõ cho anh em biết. Bát là bát thẳng nè. Phen cái này đương nhiên sẽ là phen Fuji anh em. Đó, phen Fuji. Đó, phen hoàn chỉnh hết nha, phen hoàn chỉnh hết. Và cái này có chiều dài sẽ là 2m1 nha anh em, chiều dài 2m1. Độ cứng cái này là tầm khoảng 10-20 nha anh em. 10-20. Đó. Ngon lành nha anh em. Phôi đẹp. Phôi cái này đẹp. Đó. 2m1 này ngon lành này. Câu lật vật vô chơi ngon lành. Và một cây nữa sẽ là cây cần của hãng Ryobi. Một cây Ryobi. Cây này cứng 50 dài 2m7 nha anh em. Cứng 50 dài 2m7. Bát cần sẽ là bát Fuji. Phen cần sẽ là phen Fuji. Và cái này nó sẽ bị mắc đọt. Mắc mấy cái phen chạy ở trên đọt nha anh em. Trên đọt này có một phen, hai phen với cái đầu bu bị mắc nha. Anh em có anh em thay vô anh em cầu nha. Với phen thì nó bị hơi bị gạn nứt thế này. Đó, mà anh em để câu vẫn ngon lành nha. Hoặc anh em có thể thay phen mới. Chất liệu cái này là vẫn là chất liệu phíp nha anh em. Chất liệu vẫn là chất liệu phíp. Được cái là cái này ok. Tổng thể ngoại hình đẹp. Đó. Ngon lành nha. Cứng 50 dài 2m7 này thì anh em câu ngâm thả ga luôn. Đó, đọt từ bao cứng. Và cái này ở dưới đây nó cũng bị mắc cái đít nè. Đó, anh em nhật cũng quấn băng keo lại. Rồi, giá công khai cặp 15, cặp này ngon nha anh em. Giá sẽ là 170 nha anh em. 170 còn ship cặp số 15. Tiếp theo 16 nè. 16 sẽ là một cây cần phen sứ nè. Đó, nó bị oxy hóa nè. Đó. Thấy không? Thu gọn ra tầm khoảng 2 gang anh em. Thu gọn 2 gang thôi. Bách hãng. Cây này dài cũng là 1m65, 1m5 nha anh em. Đó, cây này dài là 1m5. Đó, chất liệu phôi là phôi phíp. Đó. Độ cứng là độ cứng ra tầm khoảng 20 nha anh em. Độ cứng 20, cấu trên bè ngon lành. Đó. Một cây. Cái 16 thì đây. Đây thêm một cây nữa. Cây này chiều dài thu gọn ra tầm khoảng 2 gang. Bát của nó sẽ là bát Fuji nha anh em, bát Fuji ngon lành nhá. Phen là phen sứ nha anh em, phen sứ trắng. Và cái này nó có chiều dài là đây anh em, có mấy cái cây nó bị vuột keo thế này nè, anh em về dán lại giúp mình nhá. Chiều dài sẽ là 1m8 nha anh em, 1m8. Đó. Ngon lành. Cái này thì nó bị lỗi thêm một phen này nữa. Đây, phen này bị lỗi nè. Đó, anh em về có phen thay lại phen này. Đó. Đó. Thấy không? Cho đó không có phen. Anh em có anh em thay lại cho mình nha. Đó. Dưới chỗ này phen cái chỗ này nó bị hơi dục keo ra anh em. Đó, anh em chấm keo lại nha. Chấm keo lại giúp mình. Anh em câu ngon lành. Chung thì đồ mình chuẩn bị về rồi, nó không có thời gian làm. Rồi, cặp này bán với giá cho anh em 150 nha anh em. Cặp 16 bán nhanh cho anh em 150, nhanh gọn luôn. Tiếp theo bên đây còn vài đống nữa. Bên đây sẽ là cây 17 nha. Cặp 17. Đó. Cặp 17 này nó thì sẽ bị mắc cái bu nha anh em. Hai cây thì mắc bu hết. Đây, hai cây cũng vậy. Đó. Anh em có bu anh em về anh em thay vô anh em để câu bình thường nha. Đây, cặp 17 cây này sẽ là một cây cần rút nha nè, cây cần rút. Nó ra tầm khoảng 2 ngón tay thu gọn. Phen cần sẽ là phen phen inox nè, đó. Chất liệu phíp nè. Cây này dài gầm mang 1m6, 1m65 nha nè. Để mình coi coi. Cây này dài 1m65 nha nè. Đây, 1m65. Đó, tương đối đẹp nha. Đó, mấy cái này tương đối đẹp. Tiếc cái là nó bị mắc cái bu thôi, nó bị mắc cái bu. Giờ anh em thay bu giúp mình nhé. Một cây. Cây 17. Cây 17 cũng vậy, mắc bu. Giờ anh em thay bu giúp mình. Phen là phen sứ nha anh em, phen sứ. Đây, nó bị mắc bu nha. Phen sứ, đó. Thì cái này chiều dài của nó sẽ là 2m1 nha anh em, chiều dài 2m1. Đó. Nói chung là cái này phôi đẹp. Đó. Hai cái này phôi đẹp. Đó.
tiếc cái là mắc bu ha, mắc giá tỷ. Rồi cặp số 7 giá công khai sẽ là 120 nha, 120 cặp số 17 nhá, ngon lành nhá. Tiếp theo cặp số 18 nè, cặp số 18 thì được cây này, cây này thì nó lỗi phen hết đây, cây này về cho anh em thay phen nhá, thay phen. Cây này nó có chiều dài sẽ là 2m1 nha em, chiều dài 2m1, hàng Ryobi Korea nè, đó, đây nè, xây sát nè, đó. Nói chung là cây này lỗi phen hết rồi, giờ anh em thay phen lại giúp mình. Đọt đây, đọt bù cũng bị hư luôn. Ngược lại thì cái này phen hoàn chỉnh nha anh em, phen hoàn chỉnh và nó bị dập đọt khúc này. Đây nó bị dập đọt nha, nếu anh em có thể cắt lại ngay chỗ này thì anh em vẫn câu được bình thường nha anh em. Anh em cắt lại chỗ này anh em câu vẫn câu được bình thường nha. Đây, bị dập đọt. À, đọc nghe đọc sẽ tên nha anh em, đọc sẽ tên. Coi cái này cũng rất là đẹp nha anh em, cái này dài là 1m65 nè, đó. China xuất nhật nè, coi đẹp nè, đó. Phen sứ, hoặc anh em có thể lấy phen cái này chuyển qua cái này, đó, ngon lành. Rồi giá công khai cặp số 18 giá 100k, đó, bán thành lý về cho anh em chế cháo nha. Tiếp theo 19 gửi cho anh em một cây cần. Căn này thì nó sẽ bị mắc cái đít này, mắc cái đít này nhá. Đổi ngược lại là phen cái này, phen cái này sẽ là phen sứ hết nha anh em, phen sứ hết luôn. Coi là đẹp nha, coi cái này đẹp nha anh em. Đó, cái này dài sẽ là 1m65. Coi đẹp, ngoại hình đẹp. Đó. Đó chị mắc cái đít thôi, mắc cái đít vậy anh em lấy cái nắp của cây bút lông á nè, lấy cái nắp của cây bút lông này úp vào là ngon lành. Ấp vào dán keo lại là ngon lành. Đó, một cây nè, hai cây. Và anh em có thể lấy cái nắp của cái này nè, anh em để vào nhé. Đó, tùy theo anh em chọn. Cái này là phen của nó là phen kim loại nha anh em. Phen kim loại dài khoảng là 1m65. Đó. Đó. Độ cứng cái này là tầm khoảng 15-20 nha anh em. Đó, vẫn cho anh em câu tôm được ngon lành nha. Đó, rồi. Cặp số 19 giá 150 nha anh em, 150 cặp số 19. Tiếp theo cặp số 20. Cặp 20 sẽ là hai cái cần phen kim loại hết nha anh em, phen kim loại hết. Hai cái này dài sẽ là như nãy mình đo là 1m65 hết nha anh em. Hai cái này dài 1m65 hết. Nói chung này đi nhanh gọn lẹ, hai mấy cái này, mấy cái phen kim loại này thì thành lý cho anh em về anh em cột tôm mà em độ chế, anh em độ chế nha. Phôi hoàn chỉnh hết nha anh em, phôi hoàn chỉnh hết. Độ cứng cái này gơ tầm khoảng 15 nha anh em, một cây 15, một cây tầm khoảng 20. Cây độc chẳng này gơ tầm khoảng 15-20 nè. Cây này nó hơi mềm tí, gơ tầm khoảng 15 thôi. Đó. Hai cây dài 1m65 hết luôn. Đó, hai cây. Anh em về độ chế về cột tôm thì ngon lành. Rồi giá công khai cây số 20 giá là 100k. Đó, hai cây nhá, hai cây 100k. Tiếp theo 21 nè, 21 vẫn vậy anh em, dài 1m65 nè. Đó, phen kim loại nè. Hai cây này được cái là phen mới nè anh em, phen mới nha. Độ cứng ra tầm khoảng cũng 15-20 nha nè. Đó, cây này độ cứng ra tầm khoảng 10 thôi nè. Đó, cây này 10 thôi nha, độ cây này mềm. Đó, về cho em câu ngâm, câu tôm, câu trên ghe, trên bè ngon lành nha. Rồi giả quan là 100k, mã 21. Tiếp theo mã 22 quán dịch cần phen kim loại nè, dài 1m65 nè. Đó, cái này không biết dài hơn không nữa. Quán vậy luôn nha nè. Đó, một cây dài 1m65, một cây dài tầm khoảng 1m7 nha. Đó, về cho anh em cột tôm, câu chích ghe, chinh bè, chinh thuyền. Cảm là cảm mút nha. Chỗ nào anh em có phen á, anh em thay phen vô mà mấy cái này câu rất là im nha anh em. Cái này độ cứng ra tầm khoảng 20. Cái này ra tầm khoảng cũng 20 luôn. Đó. Rồi, giá công khai mã số 22, giá cũng là 100k nha anh em, 100k 22. Tiếp theo 23. 23 là cây này 1m8 nha nè, cây này 1m8 BG, BG này là của hàng Daiwa nhé. Phen vẫn là phen kim loại nè. Đó, được cái là cây này mình ưng lắm,
còn rất là mới nè. Đây nè, phôi tiếp mà nó làm rất là đẹp nha nè, như phôi carbon luôn. Đọt cái này nó ra tầm khoảng cứng khoảng 10 thôi nha nè, đọt cứng khoảng 10 thôi. À, đánh tôm rất là cảm giác nha nè. Đó. Cái này thì nó dài khoảng là 1m8 luôn nha anh em, dài 1m8 luôn. Đó. Đọt cái này nó cứng ra tầm khoảng 15 nha, đọt cây này cứng 15. Hai cây đều là phen kim loại hết. Rồi, giá công khai mã số 23, giá là 120 nha anh em, 120 cộng ship mã số 23. Đó. Rồi, đã tổng cộng 23 mã cần câu lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng mã nào có thể chốt để shop điện thoại, shop tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em.